Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều 21 tháng 4, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa không cấm bị cáo Tuấn đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề sau khi chấp hành xong bản án. 11 bị cáo có vai trò đồng phạm với ông Tuấn nhận mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm 6 tháng tù giam. Cụ thể, bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu trưởng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Tim Hà Nội 2 năm tù giam. Đoàn Trọng Bình, cựu phó trưởng phòng vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội 2 năm 6 tháng tù giam. Nghiêm Tuấn Linh, cựu phó trưởng phòng vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội 2 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Đức Đảng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Nga bị đề nghị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Phan Tuấn Đạt, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, phó giám đốc Công ty cổ phần công nghệ sinh học Kim Hòa Phát 2 năm tù treo. Bị cáo Phạm Huy Lập, giám đốc Công ty Hoàng Nga bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo. Phạm Kim Oanh, kế toán trưởng Công ty Hoàng Nga 2 năm tù. Trần Phú Hưng, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Hồng Dũng, phó giám đốc Công ty định giá AIC 2 năm tù. Nguyễn Trung Dũng, nhân viên Công ty định giá AIC 3 tháng 8 ngày bằng thời hạn tạm giam trả tự do ngay tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ. Hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhà nước trong đấu thầu mua sắm vật tư gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của bệnh viện, gây dư luận xấu. Do vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Tuấn là người có chuyên môn cao, chuyên gia đầu ngành về tim mạch, được đánh giá cao về chuyên môn và trình độ y học. Bản thân ông Tuấn là giáo sư tiến sĩ, thường xuyên giảng dạy, viết sách, từng là đại biểu Quốc hội, từng cứu sống nhiều người nên được nhân dân yêu quý. Hành vi phạm tội của bị cáo Tuấn xảy ra trong khi ngành y tế khó khăn, khó mua vật tư vì thiếu sót pháp luật. Bị cáo do vậy nóng vội nên phạm tội nhưng đã nhận trách nhiệm, thành khẩn khai báo và đã tự nguyện nộp hơn 6 tỷ đồng khắc phục hậu quả dù không phải bị đơn dân sự. Sai phạm của bị cáo về đấu thầu không liên quan ngành y nên có thể áp dụng hình phạt thấp để sớm trở về đóng góp cho đất nước và xã hội. Trước đó, tại phiên tòa hôm 18 tháng 4, đại diện cơ quan công tố tại tòa đánh giá vụ án là một điển hình trong móc ngoặc lợi ích nhóm. Bản luận tội quy kết, ông Tuấn là người lãnh đạo cao nhất, có hiểu biết trong chuyên môn và công tác đấu thầu, giữ vai trò chủ mưu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện sai phạm nhiều lần, thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại gần 54 tỷ đồng. Từ những lập luận trên, Viện Kiểm sát cho rằng cần hình phạt nghiêm khắc với ông Nguyễn Quang Tuấn. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, ông Tuấn được đánh giá là thành khẩn, nộp số tiền hưởng lợi, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt tại phiên tòa thể hiện sự ăn năn. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án thấp hơn khung truy tố đối với ông Tuấn để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm bản thân. Những người còn lại bị đánh giá vì động cơ khác nhau đã thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, cùng gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 54 tỷ đồng. Trước đó, trong phần thẩm vấn, ông Tuấn thể hiện sự ăn năn khi thừa nhận những sai phạm như cáo trạng truy tố. Ông Tuấn trả lời các câu hỏi của tòa với giọng nhỏ nhẹ, luôn cúi đầu mỗi lần nói bị cáo xin nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn không ít lần ông Tuấn khẳng định không vụ lợi, không được thỏa thuận ăn chia gì từ việc vật tư bị tranh giá. Ông thừa nhận, việc chỉ định thầu là sai nhưng không còn cách nào khác vì trong tình thế cấp bách, bệnh viện có nguy cơ đóng cửa do thiếu vật tư. Ông thừa nhận, việc mượn vật tư của doanh nghiệp để dùng trước là sai quy định và khẳng định tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Quang Tuấn đã làm trái quy định, vi phạm đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty Hoàng Nga, công ty Kim Hòa Phát ký gửi vật tư y tế để bệnh viện sử dụng trước. Sau đó hợp thức hoàn thiện các thủ tục đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu rút gọn và ký quyết định để hai công ty trúng gói thầu đấu thầu rộng rãi năm 2016 cùng 4 gói chỉ định thầu năm 2017. Giá vật tư hóa chất đưa vào bệnh viện được thanh toán theo đơn giá thỏa thuận trước đó giữa ông Tuấn và doanh nghiệp, bản luận tội quy kết. Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của hai công ty này, ông Tuấn và cấp dưới đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Nhóm cựu lãnh đạo cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã thông đồng với bị cáo tại công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát để thực hiện nhiều sai phạm
từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá chủng loại, số lượng stent và các vật tư khác mà doanh nghiệp sẽ bán cho Bệnh viện Tim Hà Nội. Đến năm 2017, ông Tuấn và cấp dưới tiếp tục hợp thức thủ tục chỉ định thầu đối với 4 gói chỉ định thầu rút gọn, sử dụng đơn giá vật tư của gói thầu năm 2016 để thanh toán hàng ký gửi. Từ các dẫn chứng trên, Viện Kiểm sát cho rằng tài liệu chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra và quá trình xét hỏi tại tòa cho thấy việc truy tố xét xử ông Nguyễn Quang Tuấn là hoàn toàn đúng. Chiều 18 tháng 4, tại phiên tòa xét xử vụ án sai phạm trong đấu thầu vật tư y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội, trong phần trình bày lời nói sau cùng, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội gửi lời cảm ơn hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, các cán bộ dẫn giải, luật sư bảo chữa. Trong khoảng 12 phút sau đó, ông Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ nhận thức sâu sắc vai trò của mình trong vụ án, mong tòa có đánh giá nhân văn hơn để sớm trở về đóng góp cho ngành tim mạch. Lời xin lỗi đầu tiên ông Tuấn gửi tới cán bộ y tế của hai bệnh viện nơi ông từng công tác lâu năm là Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Bị cáo năm 6 tuổi trình bày và mong muốn các đồng nghiệp ngành y coi vụ án của ông là bài học vô cùng đau xót, tránh mắc phải. Ông Tuấn nói, tôi đã làm tổn thương đến họ, ảnh hưởng uy tín bệnh viện. Ông nhận thức được sai phạm, không có lời nào để bào chữa thêm. Chỉ mong hội đồng xét xử cân nhắc giảm án nhiều hơn cho 11 đồng phạm, đặc biệt là các bị cáo ở bệnh viện, có nhiều người đã lớn tuổi, có bệnh nặng. Những cán bộ này chỉ làm theo chỉ đạo của ông, không được hưởng lợi nhưng đã cố gắng khắc phục trong khả năng. Ông nói, họ là nhân viên dưới quyền, mắc sai lầm do sự lãnh đạo không đúng đắn của tôi. Họ đã thành khẩn nhận lỗi và đã khắc phục trong khả năng tối đa. Ông Tuấn từng là học sinh xuất sắc của Đại học Y Hà Nội, đủ điều kiện đi học nước ngoài nhưng tình nguyện tham gia chiến đấu ở biên giới. Xuất ngũ, ông tiếp tục học tập và trở thành bác sĩ tim mạch với trình độ được công nhận bởi nhiều tổ chức y tế tim mạch hàng đầu thế giới. Ông Tuấn kể, tôi đã đưa kỹ thuật can thiệp tim mạch vào Việt Nam, thành lập hơn 100 trung tâm can thiệp tim mạch, đào tạo và chuyển giao cho bác sĩ, giúp hàng chục ngàn bệnh nhân được cứu chữa kịp thời. Khi tôi về, Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện nhỏ, sau đó phát triển thành bệnh viện chuyên mổ tim, đủ 5 chuyên khoa hiện đại nhất Việt Nam. Từ một bệnh viện thuộc Sở Y tế trở thành bệnh viện đầu ngành tim mạch. Trong đó, tôi có đóng góp cùng đồng nghiệp. Khi làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, tôi cùng đồng nghiệp làm công tác từ thiện, khám sàng lọc, phát hiện sớm cho hàng trăm ngàn người ở vùng sâu, vùng xa. Trung bình mỗi năm, mổ cho 400 trẻ em tim bẩm sinh hoàn cảnh khó khăn. Quá trình chỉ đạo tuyến cho Hà Nội và 35 tỉnh thành đã góp phần nâng cao chất lượng can thiệp tim mạch, nhất là ở vùng sâu, để bệnh nhân không phải về trung tâm. Tôi có đóng góp đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú. Năm 2007, tôi được công nhận là giáo sư. Hiện tại, Bệnh viện Tim Hà Nội trở thành đơn vị đầu ngành tim cả nước, hoàn thiện nhất. Hàng nghìn bác sĩ chuyên ngành tim mạch Việt Nam giỏi về nghề được đào tạo, cống hiến. Hàng chục nghìn bệnh nhân được kịp thời can thiệp, cứu sống. Các bị cáo là cựu cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội trong lời nói sau cùng cũng ghi nhận sự đóng góp của ông Tuấn với sự phát triển của đơn vị. Bị cáo Nghiêm Tuấn Linh, cựu phó phòng vật tư cho hay, bác sĩ Tuấn thổi hồn vào các cán bộ y tế, truyền tinh thần làm việc hăng say hết mình, tận hiến vì bệnh nhân. Bệnh viện Tim Hà Nội trước năm 2012 có cơ sở vật chất cơ bản, lượng bệnh nhân can thiệp tim mạch hàng năm chỉ khoảng 100, mỗi ngày phẫu thuật 3-4 ca. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của ông Tuấn, số ca mổ tim tăng gấp 4 lần mỗi ngày, bị cáo Nghiêm Tuấn Linh trình bày. Ông Tuấn thừa nhận vụ án là bài học lớn cho mình sau cả cuộc đời phấn đấu trong ngành y. Ông hy vọng sau này vẫn được cống hiến, nghiên cứu, đào tạo ra nhiều bác sĩ tim mạch giỏi nghề, tiếp tục cứu người. Từ đó, ông Tuấn mong tòa án có sự đánh giá nhân văn để ông sớm được trở về với gia đình. Cùng lời nói sau cùng, các bị cáo khác đều bày tỏ sự hối hận, thừa nhận sai lầm và trình bày hoàn cảnh khó khăn, mong hội đồng xét xử xem xét. Bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, trong lời nói sau cùng nói rằng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Để xảy ra những sai sót, bị cáo thấy ăn năn hối cải nên mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về. Bị cáo Nguyễn Đức Đảng và bị cáo Phạm Thị Kim Oanh là vợ chồng, hội đồng xét xử xem xét hình phạt để sớm cho về chăm sóc ba con. Bị cáo Phan Huy Lập là cha của bị cáo Phạm Kim Oanh cũng mong hội đồng xét xử xem xét cho hai con mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.